Rồi xin chào các bạn đã quay trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bằng cách tháo cái bo nguồn cho máy hình HP Laser Neverstop 1000W. Thì đầu tiên các bạn sẽ gỡ những cái con ốc ở mặt phía sau. Đó, nó sẽ có 4 cái vị trí ốc. Các bạn sẽ tháo các vị trí ốc này ra nha. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng lực tay để các bạn gỡ cái nắp phía sau ra. Do một tay mình đang quay cho nên là không có thế nha. Các bạn sẽ dùng hai tay các bạn lẩy ra thì nó sẽ dễ dàng hơn nha. Đó, nó chỉ là cái ngàm thôi. Các bạn dùng lực của hai tay các bạn lẩy ra một bên. Rồi các bạn sẽ đẩy mạnh cái ngàm ra là nó sẽ ra nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tháo cái bo nguồn. Đó, các bạn sẽ mở cái nắp bên hông mà gần cái giắc nguồn. Đó, nó nằm ngay vị trí cái giắc cắm dây nguồn vào nha các bạn. Các bạn sẽ dùng vít dẹp để các bạn lấy cái ngàm lên. Các bạn dùng lực, các bạn đã lấy nhẹ cái ngàm lên nha, là nó sẽ ra nha. Ở cái vị trí nắp hông thì nó sẽ không có ốc bắt gì nha các bạn. Các bạn chỉ việc lấy ngàm là nó ra nha. Đó, các bạn sẽ đẩy mạnh về phía sau là bạn lấy được cái nắp bên hông ra, cái nắp ở vị trí bo nguồn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành gỡ các giắc cáp ra để các bạn tháo cái bo nguồn nha. Thì để lấy cái bo nguồn ra thì các bạn đầu tiên các bạn phải tháo những cái giắc cáp ở bên bo formatter, bo cổng USB nha. Đó, các bạn sẽ rút từng giắc ra. Khi các bạn mà thao tác, các bạn tháo những cái vị trí giắc này ra thì nếu mà các bạn không nhớ thì các bạn nhớ dùng điện thoại các bạn chụp hình lại. Còn bạn nào mà làm quen hoặc là rành về cái vấn đề này rồi thì mình không nói đến nha. Còn bạn nào mà mới tập tháo ráp đó, thì khi các bạn tháo những cái giắc này ra, tại vì nó rất là nhiều vị trí mà nó sẽ tránh bị ghim lộn nha các bạn. Đó, vì vậy mà khi các bạn làm mà các bạn không nhớ vị trí nào thì thứ nhất bạn chụp hình lại, thứ hai các bạn sẽ đánh dấu bằng bút lông. Đó, các bạn sẽ gỡ cái ngàm để các bạn lấy cái bo formatter ra nha. Đây là cái bo wifi. Thì cái máy này nó có chức năng in qua wifi nữa nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ dùng vít để bạn gỡ cái vị trí ốc. Ở phía hông nó sẽ có hai cái con ốc, các bạn cũng nhớ tháo ra nha. Đó, các bạn sẽ lấy nguyên cái cụm formatter ra nha. Thì cái cạc wifi á, do lúc đầu mình tháo ra mình tưởng nó bị vướng. Đó, cho nên là
Cái này là mình lấy ra nguyên cụm luôn, cho nên là các bạn sẽ gắn vào lại nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tiến hành tháo các vị trí ốc ở cái phần bo nguồn. Rồi ở bên hông nó sẽ bị vướng một cái con ốc nữa nha. Đó các bạn cũng tháo ra luôn. Rồi sau đó các bạn lấy nhẹ lên là các bạn sẽ lấy được cái bo nguồn ra nha. Đó, rất là đơn giản nha. Thì ở video này mình chỉ hướng dẫn bạn cách tháo cái bo nguồn của cái dòng máy in HP Neverstop 1000W. Đó thì video mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ like và nhấn vào chuông đăng ký để luôn luôn cập nhật được những video hay bổ ích tiếp theo của mình nha. Xin chân thành cảm ơn.